Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ học một số mẫu câu về chủ đề thiết lập một cuộc hẹn với bạn vào cuối tuần. Bài của mình sẽ được chia ra làm các phần như sau. Thứ nhất, mình sẽ hướng dẫn các bạn là để bắt đầu một đoạn hội thoại, dù một người nào đó đi chơi vào cuối tuần, chúng ta sẽ có thể nói những mẫu câu nào. Tiếp theo, các bạn có thể phản ứng như thế nào nếu như được một người rủ đi chơi. Cách phản ứng thì sẽ gồm có hai phần, một là bạn đồng ý, hai là bạn không đồng ý với kế hoạch được đưa ra. Và khi mà chúng ta đồng ý thì chúng ta có thể nói những mẫu câu nào để hẹn giờ với người bạn của mình. Những mẫu câu này khá là đa dạng và mình sẽ chọn lọc ra những mẫu câu hay và dễ học nhất để giới thiệu với các bạn trong video này. Nếu như các bạn chuẩn bị thi A2 thì video này cũng sẽ rất là hữu ích với các bạn, bởi vì trong phần thi nói A2 các bạn sẽ phải thiết lập một cuộc hẹn với một người partner, tức là người thi cùng với mình. Hy vọng là các bạn sẽ học được nhiều điều hữu ích trong video này nhé. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Để hỏi một người là người ấy có kế hoạch gì vào cuối tuần hay chưa, chúng ta có thể hỏi những mẫu câu như sau. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hast du schon einen Plan für das Wochenende? Hast du schon einen Plan für das Wochenende? Hoặc rất đơn giản. Hast du am Wochenende Zeit? Hast du am Wochenende Zeit? Hoặc là hast du am Wochenende frei? Hast du am Wochenende frei? Những câu hỏi này đều có dụng ý là các bạn muốn hỏi người đối diện với mình đã có kế hoạch gì hay là có thời gian rảnh vào cuối tuần hay không. Nếu như các bạn muốn thay đổi thời gian thì các bạn chỉ việc bỏ chữ am Wochenende đi và các bạn thay cái thời gian các bạn muốn hỏi vào. Ví dụ các bạn muốn hỏi là ngày thứ bảy, các bạn sẽ nói là am Samstag, hay là ngày thứ ba, am Dienstag. Tiếp theo, để dù một ai đó có một hoạt động cụ thể nào đó, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu wollen wir. Wollen wir zusammen Fußball spielen? Wollen wir zusammen kochen? Wollen wir zusammen spazieren gehen? Hoặc là các bạn có thể sử dụng mẫu câu hast du Lust auf schwimmen? Bạn có hứng đi bơi không? Hast du Lust auf Kino? Hoặc là các bạn có thể nói đơn giản hơn. Ich möchte gern ins Kino gehen. Ich möchte gern ins Kino gehen. Kommst du mit? Kommst du mit? Ich möchte gern ins Kino gehen. Hast du Lust? Một câu nữa mà các bạn cũng có thể dùng để dù một ai đó làm một việc gì cùng mình. Đó chính là mẫu câu Lass uns zusammen am Freitagabend ins Kino gehen. Lass uns am Samstagmorgen zusammen Fußball spielen. Hast du Lust? Kommst du mit? Vậy là các bạn đã đưa ra ý tưởng của mình rồi. Để phản ứng lại thì có thể có hai trường hợp. Thứ nhất là người ta có thể đồng ý hoặc là người ta không đồng ý. Bây giờ mình sẽ nói về trường hợp đồng ý trước nhé. Nếu như bạn đồng ý thì các bạn sẽ có thể nói như thế nào nhỉ? Eine gute Idee. Super. Super. Ja, gerne. Ja, gerne. Das klingt gut. Das klingt gut. Hoppla. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Nghe cũng hay đấy. Khi mà các bạn đồng ý rồi thì các bạn sẽ hỏi là mấy giờ? Wann gehen wir? Oder wann ist das denn? Wann ist das denn? Để hỏi một người là
khoảng thời gian này có phù hợp với bạn hay không? Chúng ta có thể hỏi là Past es dir am Samstag um 8 Uhr? Past es dir? Past es dir am Freitag um 20 Uhr? Hoặc là Geht es bei dir am Samstag um 8 Uhr? Geht es bei dir am Samstag um 8 Uhr? Hoặc là Wie sieht es bei dir am Samstag um 8 Uhr aus? Wie sieht es bei dir am Samstag um 8 Uhr auf? Nếu như bạn thấy thời gian đưa ra là phù hợp với mình, các bạn có thể trả lời là Ja, das passt mir. Ja, das passt mir. Ja, das passt prima. Ja, das passt prima. Wann und wo treffen wir uns? Wann und wo treffen wir uns? Tiếp theo mình sẽ gửi cho các bạn một số cái nơi hẹn mà nó rất là đặc trưng của Đức, để khi mà các bạn làm bài thì các bạn có thể phù hợp với cả văn hóa, ngữ cảnh ở bên Đức hơn. Thông thường thì người ta có thể hẹn nhau là So um 8 Uhr direkt vor dem Kino. So um 8 Uhr direkt vor dem Kino. Tức là vào lúc 8 giờ và ngay trước rạp chiếu phim. Hoặc là So um 8 Uhr vor dem Bahnhof. So um 8 Uhr vor dem Bahnhof. Lúc 8 giờ trước cửa nhà ga. Hoặc là So um 8 Uhr bei mir zu Hause. So um 8 Uhr bei mir zu Hause. Là vào lúc 8 giờ ở nhà tôi nhé. Hoặc là So um 8 Uhr bei dir zu Hause. So um 8 Uhr bei dir zu Hause. Vào lúc 8 giờ ở nhà bạn nhé. Vậy là đến đây thì hoạt động và thời gian cũng như địa điểm gặp gỡ đã được xác định xong. Vậy là đoạn cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta có thể chào tạm biệt. Ok. Cheers, it's done. Cheers. Tiếp theo, bây giờ nếu như các bạn không đồng ý với đề nghị mà bạn mình đưa ra thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Ví dụ, bạn nói là Wollen wir am Samstag ins Theater gehen? Bạn thấy nhà hát thật là nhàm chán, bạn có thể nói Leider habe ich keine Lust. Leider habe ich keine Lust. Tiếp là tôi chẳng hứng lắm. Hoặc là bạn thấy nhà hát cũng hay, nhưng khi hỏi giờ ra thì bạn thấy giờ đó mình bận mất rồi. Bạn cũng có thể trả lời khác đi. Ví dụ Wollen wir ins Theater gehen? Wann denn? So um 8 Uhr am Samstag. Ja, am Samstag. Tut mir leid. Am Samstag habe ich keine Zeit. Da muss ich im Restaurant arbeiten. Da muss ich. Khi đó tôi phải. Khi đó tôi phải làm gì đó thì các bạn có thể lắp vào thành phần ở phía sau. Ví dụ các bạn phải làm bài tập về nhà hay là phải học cho bài kiểm tra vào ngày thứ hai, hay là phải đi làm, vân vân và vân vân. Thì các bạn chỉ việc đưa những cái cụm infinitive vào phía sau thôi là các bạn đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh rồi. Đó là trong trường hợp các bạn bận không đi được. Còn nếu như trong trường hợp là các bạn thấy đề nghị không hay lắm nhưng các bạn vẫn có thời gian, các bạn có thể đề nghị một người khác, vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Ví dụ bạn của bạn nói là Lass uns ins Theater gehen. Bạn thấy theater không phải là gu của mình rồi, bạn muốn đi xem phim cơ. Vậy thì bạn có thể đề nghị khác đi. Bạn sẽ nói là Theater, das ist keine gute Idee. Ich möchte lieber ins Kino gehen. Ich möchte lieber ins Kino gehen. Was meinst du? Was meinst du? Bạn thấy sao? Và nếu như bạn của bạn thấy là cái ý từ đó của bạn thật là hay thì lại bắt đầu như là đoạn trên chúng ta đã học rồi. Oh, das ist eine gute Idee. Oder prima. Oder das klingt gut. Das hört sich gut an. Và chúng ta lại tiếp tục đoạn hội thoại như phần trên chúng ta đã học.
Để luyện tập giao tiếp thì các bạn nên học những mẫu câu đã dựng sẵn và lắp những cái thông số cần thay đổi vào. Ví dụ như từ nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều mẫu câu. Wollen wir zusammen? Các bạn muốn thay hoạt động hoặc thay thời gian và các bạn chỉ việc lắp vào nó vào phía sau thôi. Ví dụ như các bạn muốn gợi ý là chúng ta đi xe đạp vào sáng thứ bảy nhé. Mình sẽ nói là gì nhỉ? Wollen wir am Samstagmorgen Fahrrad fahren? Wollen wir am Samstagmorgen Fahrrad fahren? Hoặc là lass uns, rủ bạn mình, ví dụ như mình rủ là tối thứ bảy bọn mình chơi đánh bài đi. Mình sẽ nói là lass uns am Samstagabend Karten spielen. Lass uns am Samstagabend Karten spielen. Còn ví dụ như mẫu câu hỏi giờ, giờ đó có phù hợp với bạn hay không? Pass es dir am am vào một ngày nào đó, vào một giờ nào đó. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi. Nhưng mà phần past es dir thì không thay đổi gì cả. Lời khuyên của mình là các bạn nên học thuộc những mẫu câu như vậy và cố gắng tập luyện mỗi ngày để cho thuần thục. Nếu như các bạn bắt đầu tập thì sau khoảng một tháng, chắc chắn là các bạn sẽ có thể nói rất tự nhiên những cái mẫu câu này và đến lúc các bạn sẽ cảm thấy nó dễ dàng như là các bạn mở miệng ra chào hello hoặc là wie geht es Ihnen vậy đó. Tất cả mọi thứ để mà thuần thục chúng ta đều cần một cái sự luyện tập đầy đủ. Vì thế mà mình mong là sau video này các bạn có thể học thêm được một số mẫu câu mới và luyện tập chăm chỉ hàng ngày. Sau một tháng chắc chắn các bạn sẽ có thể nói thành thạo đoạn nội thoại này. Chúc các bạn học tốt nhé. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.